tiếng sấm nổ khắp Đoạn Tình Nhai, một nhóm người đòi tiêu diệt đại ma đầu, nhưng là nam chính, Lạc Tiệm Thanh có một cơ hội sống lại, bị Lạc Tiệm Thanh đánh bay, Lý Tu Thần định chửi nhưng bị anh dùng thuật cấm ngôn, sau đó Lạc Tiệm Thanh nói tất cả khởi hành, không bao lâu đã đến di tích của Bắc Đầu Chân Quân, mắt thấy phải vào trận pháp, Lạc Tiệm Thanh ra lệnh bắt đầu từ đây, mọi người tách ra tu luyện, nếu gặp nguy hiểm khó xử, bóp vỡ lệnh bài để thoát ra, không được miễn cưỡng, nói xong, Lạc Tiệm Thanh lui về một bên, tại sao anh lại làm vậy, thì bởi vì anh đang đợi cơ hội truyền tống với Lý Tu Thần, khi đó anh có thể đăng xuất kẻ kia, nhưng trước đó, Lạc Tiệm Thanh phải giải trừ thuật cấm ngôn đã, sau đó đánh vào vai Lý Tu Thần, thấy vậy, Lý Tu Thần biết Lạc Tiệm Thanh định lấy mạng mình, vừa định giải thích thì bị Lạc Tiệm Thanh chém tiếp, hắn ngã xuống, nhưng kỳ lạ là, một âm thanh kỳ lạ đang nói, tàn sát lẫn nhau kia à, Lạc Tiệm Thanh cảnh giác, lại nghe được một câu tiểu lang quân tuấn tú quá, nhưng tiếc lại là con người, hay là ta lột da ngươi ra, ta tha ngươi một mạng nhé, mị ảnh hồ ly, ngươi biết ta, sao không nói sớm, nếu biết nhau rồi, thì đi với ta nào, Lạc Tiệm Thanh bị chọc giận, nhấc kiếm vung chiêu, hồ yêu không kịp phòng ngự lên trúng đòn, cũng tức giận, xông vụt tới sau lưng Lạc Tiệm Thanh, định đánh lén, nhưng bị một người một kiếm đăng xuất tại chỗ, Lạc Tiệm Thanh quay đầu lại thấy Huyền Linh Tử, anh vội thốt lên sư phụ, không ngờ đối phương đã ôm anh, nếu ngươi bị thế nào, vi sư phải làm sao đây? Lạc Tiệm Thanh rất muốn coi mọi thứ là thật, nhưng khi Huyền Linh Tử nói ra câu đó, anh biết kẻ này là giả, bèn lập tức đâm xuyên ngực kẻ này. Huyền Linh Tử khó tin hỏi tại sao, không biết lý do là gì. Lạc Tiệm Thanh đâm vào ngực sư tôn, làm hồ yêu bị phá huyễn cảnh, còn chém vào tai hắn, kết cục này làm nó thấy mê man, rõ ràng tu vi của mình rất cao, tại sao lại bị phá vỡ? Nguyên nhân thực ra rất đơn giản, vì dù có chết, Huyền Linh Tử sẽ không nói lời đó với anh, nhưng hồ yêu không cam tâm, dù có chết, hắn cũng phải khiến Lạc Tiệm Thanh dính mị độc, khiến cho kế hoạch trừ khử Lý Tu Thần của Lạc Tiệm Thanh bị phá, suýt nữa thì bị sỉ nhục, cũng may vào lúc quan trọng, kiếm ý của sư tôn bay ra, mới tránh được mối họa. Lý Tu Thần thảm rồi, vì theo sắc mặt của sư tôn, kẻ này không chết cũng bị lột da. Quả nhiên, khi kéo hắn bay lên, sư tôn lại ra tay, phế đi tay và mắt của Lý Tu Thần, khiến hắn thành kẻ tàn phế. Sư tôn làm thế này đã khiến thiên đạo phẫn nộ, nhưng anh không sợ, để bảo vệ đồ nhi, anh cũng tình nguyện đối đầu với thiên đạo. Khí thế này làm thiên đạo phải kiêng dè, thu lại lôi đình chi lực, xoay tròn vài cái rồi biến mất. Giải quyết xong, Huyền Linh Tử đi đến cạnh Lý Tu Thần, không trị thương, mà rút ra một phần trí nhớ của hắn. Lúc này, Lạc Tiệm Thanh phát ra tiếng hừ, khiến Huyền Linh Tử phải đi tới chỗ anh, dùng linh lực kiểm tra cơ thể. Lạc Tiệm Thanh thần trí mơ hồ, coi mọi chuyện là ảo giác, anh kéo áo Huyền Linh Tử, kéo lại tới gần, sau đó không biết lấy sức ở đâu ra, mà đè Huyền Linh Tử xuống, mà cảnh tượng sau đó, làm Huyền Linh Tử phải ngạc nhiên, không biết là gì đây, Huyền Linh Tử là cường giả, sau một hồi hoảng loạn, đã nhìn ra sự khác biệt của Lạc Tiệm Thanh, nên khi Lạc Tiệm Thanh có hành động khác, anh cũng có hành động tương ứng, làm Lạc Tiệm Thanh cảm thấy mơ hồ, nhưng để giải độc, lần này anh cũng bỏ lỡ tin tức quan trọng. Huyền Linh Tử nói kiếp này sẽ không khiến Lạc Tiệm Thanh bị thương nữa. Hóa ra sau khi Lạc Tiệm Thanh chết ở kiếp trước, Huyền Linh Tử đến hiện trường, nhìn Lạc Tiệm Thanh nhắm chặt mắt, anh không cam tâm tin là thật, nhưng huyết lệ đã chứng minh, chẳng qua là anh không chịu tin. Sau đó anh ta đưa đồ nhi về Ngọc Tiêu Phong, đây là nơi chỉ thuộc về cả hai, là người là yêu, là người là yêu. Huyền Linh Tử rơi vào hồi ức, bị câu hỏi này gọi tỉnh, bèn ngẩng đầu nhìn bài vị của Bắc Đầu Chân Quân, ngươi dám bôi nhọ đồ nhi ta là yêu, thì chuẩn bị đền tội đi. Bắc Đầu Chân Quân không phục, liên tiếp nói hắn là yêu, khiến Huyền Linh Tử giận dữ, trói buộc linh hồn hắn. Bắc Đầu Chân Quân kêu cứu, nhưng vẫn nói, 81 đại đạo và 3000 tiểu đạo không dung, không phải yêu thì là gì? Vậy theo ngươi nói, thì ta là cái gì? Bắc Đầu Chân Quân nhìn, sư đồ Huyền Linh Tử đều có ký ức kiếp trước, xem ra mình đã đoán sai, thấy hắn không còn kiêu căng. Huyền Linh Tử yêu cầu bồi thường, và giao cửu đoạt thiên lục cho hắn, nói hắn tặng cái này và bảo vật cho Lạc Tiệm Thanh. Sau khi xử lý xong, Huyền Linh Tử rút ký ức của Lạc Tiệm Thanh, tức là Lạc Tiệm Thanh sẽ không nhớ những chuyện vừa rồi, nghĩa là sao đây, nhưng vấn đề nằm ở, Huyền Linh Tử rút ký ức, nhưng lại không che giấu được tất cả. Trưởng Ôn Hạo Tinh Tử, tận mắt thấy Huyền Linh Tử thổ huyết, và đoán rằng có liên quan đến Lạc Tiệm Thanh, dù hắn nói gì, Huyền Linh Tử cũng chỉ nói, đó là đồ nhi của ta. Mặt khác Lạc Tiệm Thanh hôn mê hồi lâu, tỉnh lại giữa một câu là người là yêu, anh mở mắt ra, quay đầu nhìn thấy, Lý Tu Thần bị đuổi ra khỏi kết giới, rèn luyện thất bại. Lạc Tiệm Thanh đang nghĩ, thì Bắc Đầu Chân Quân nhìn anh, Lạc Tiệm Thanh rất lo lắng, lập tức gọi ra phi kiếm bản mệnh, nhưng đối phương không quan tâm, đánh tới trước mặt anh, vô số thiên tài địa bảo giáng xuống, còn chưa kịp tỉnh táo lại, Bắc Đầu Chân Quân đã ném ra một thứ, Lạc Tiệm Thanh nhận lấy thì biết là cửu đoạt thiên lục, nhưng Bắc Đầu Chân Quân sao lại có nó, Lý Tu Thần bị thương là vì sao, Lạc Tiệm Thanh không hiểu, cảm giác như có ai đang giúp mình. Mấy hôm sau khi anh khỏe lại, còn Lý Tu Thần đã bị đưa đến Hạo Minh Sơn dưỡng thương, coi như là bị bỏ rơi. Nhưng khi Lạc Tiệm Thanh đứng trước cửa phòng sư tôn, không nhận được sự quan tâm lo lắng, mà là trách sự ích kỷ của anh, khiến Lạc Tiệm Thanh rất đau lòng, nhưng vẫn ngẩng đầu, nói rõ lý do, không ngờ lại chọc giận sư phụ, từ trách móc biến thành tỉ thí, chỉ cần đỡ được 10 chiêu, chuyện này coi như xong. Huyền Linh Tử không ngờ là,
Lạc Tiệm Thanh như ngẩn ra, bị sóng khí đánh vào, gây ra một vết sẹo, sau đó là một phen đánh nhau, vết hôn trên cổ lộ ra. Nhìn thấy cái này, sư tôn bị phá đòn, Lạc Tiệm Thanh nhắm trúng thời cơ tấn công và tránh được trừng phạt, vì trong chiêu thứ 10, anh đã đánh gãy cây trúc của sư tôn. Nhưng lạ là sư tôn cứ nhìn mãi cổ của anh. Lạc Tiệm Thanh nhìn vô cùng ngây thơ hỏi sư tôn, làm sao để xóa vết thương này đi, sư tôn có biết vì sao không? Với câu hỏi này, sư tôn trả lời sao đây, khi đệ tử hỏi cách xóa dấu hôn đi, nhưng cũng chỉ có mình anh mới biết, thì làm sao mà nói được, nói ra thì toi đời. Nên Huyền Linh Tử khẽ ho, bỏ một câu cứ tu luyện đi rồi biến mất. Lạc Tiệm Thanh cảm thấy hơi tổn thương, rõ ràng bản thân cửu tử nhất sinh, mà sư phụ chẳng hề quan tâm, lãnh đạm với ta vậy sao? Lạc Tiệm Thanh càng nghĩ càng buồn, cầm kiếm chém trúc, dù chém gãy một mảng cũng không đỡ hơn. Cho đến khi có người gọi, anh mới hồi thần, cúi đầu gọi sư phụ. Sau đó Huyền Linh Tử nói tâm không tịnh, luyện kiếm như đang xả giận, không phải chuyện tốt. Khi nhận ra mình đang làm gì, Lạc Tiệm Thanh bèn xin lỗi. Nhưng sau đó, sư phụ đã đích thân dạy anh kiếm, làm Lạc Tiệm Thanh thụ sủng nhược kinh. Không hiểu hôm nay sư phụ làm sao, giống như hiểu lòng Lạc Tiệm Thanh. Huyền Linh Tử hỏi, có biết hôm nay ngày gì không? Lạc Tiệm Thanh đáp lại không biết, hôm nay là sinh nhật ngươi. Thấy đồ nhi vẫn mê man, anh giải thích 30 năm trước, mình ở Lạc Thủy Hà, nhặt được Lạc Tiệm Thanh bị cha mẹ bỏ rơi, mà bao nhiêu năm qua, cũng đã tới lúc cha mẹ anh sắp qua đời, nên hỏi anh có muốn đi thăm không? Lạc Tiệm Thanh cúi đầu nói không cần, không lẽ ngươi không muốn thăm cuộc sống bình thường của mình? Lạc Tiệm Thanh nói có sư tôn là đủ rồi, vậy được, vi sư trả cho ngươi một sinh nhật, sau đó ngươi sẽ cắt đứt hồng trần, yên tâm tu luyện đi. Lạc Tiệm Thanh mới hỏi cắt đứt hồng trần là gì? Huyền Linh Tử nói không có vướng bận, nhưng trong lòng anh có sư tôn mà. Huyền Linh Tử phải trả lời sao đây? Khi Lạc Tiệm Thanh nói trong lòng mình có sư tôn, Huyền Linh Tử lộ ra chút buồn bã, sau đó nói ta không phải trần căn của ngươi, vì sao thì sau này sẽ hiểu, và đây là quà ta tặng ngươi, có 6 phần công lực của vi sư, ngăn giúp ngươi được một kích chí mạng. Nói xong thì cài lên đầu cho Lạc Tiệm Thanh. Lạc Tiệm Thanh rất vui, nở một nụ cười ngọt ngào. Sư phụ thấy vậy thì cũng mở to mắt, nhưng rồi vẫn xoay người đi. Ai ngờ Lạc Tiệm Thanh lại hỏi, vậy sư tôn đã cắt được hồng trần chưa? Huyền Linh Tử do dự, nhưng vẫn trả lời thật, khiến cho Lạc Tiệm Thanh ngẩn ra. Không nói nhiều, hành lễ xong thì cáo từ, chờ anh đi. Huyền Linh Tử nhìn theo, giống như có rất nhiều lời muốn nói. Đại tỷ thí tông môn mấy ngày sau, Lạc Tiệm Thanh đã lấy được hạng nhất và được các đồng môn hâm mộ. Sau đó, Lý Tu Thần và một đệ tử khác lên đài. Thấy vậy, sư đệ lập tức bảo hắn sẽ thua. Lạc Tiệm Thanh không cho là vậy, thì nghe sư đệ nói sau lần rèn luyện trước, tay và mắt đều bị phế thì thi thế nào được. Sư đệ đang nói, Lạc Tiệm Thanh vẫn rơi vào dòng suy tư của mình. Trong một đêm trước cuộc tỉ thí, Lý Tu Thần luyện kiếm trong viện, còn không ngừng chửi rùa, Lạc Tiệm Thanh và đám sư huynh sư đệ của anh, không ngờ rằng có một người ở trên mái nhà, người này đeo mạng che mặt, vừa gặp đã tặng đoản đao, nói là giúp Lý Tu Thần thắng trận, muốn hỏi đây là ai, thì đương nhiên là Lạc Tiệm Thanh, lý do vì sao hắn làm vậy, thì đương nhiên là do cơ duyên của Lý Tu Thần, chỉ không biết lần này hắn may mắn cỡ nào thôi. 10 ngày sau tại một khách trạm ở thành Lưu Diễm. Where the freaks at?